Chào cả nhà đến kênh Thân Mật Vlog nha. Hôm nay mình mua cá lóc về mình nướng có bánh tráng nha cả nhà. Với mình mua có mua gà ăn sống nè. Với dưa leo. Hôm nay mình chấm mắm me nha. Có được bánh tráng nè. Cuốn bánh tráng thì đâu có thiếu bánh tráng. Mình đợi luộc có hang rồi mình nướng nha. Còn giờ này mình làm nước mắm. Mình lột sẵn rồi mình sắp. Tí mưa mà đêm mưa nắng chết. Cái này cá lóc mình rửa sạch này nghe, mình chà phèn rồi đó. Bột trắng mình không biết con chà phèn nữa. Mình sắc cho nó nhuyễn rồi mình làm nó mới ngon. Lỡ ăn chúng miếng ớt bự quá nó cay. Mọn cong keo là bọn nó nướng ra đến được mọi. Cái mỏ dính ngược à. Mày nói quá đấy cái muỗng hả? Không, nói quên anh nhỉ. Kêu với tôi cái mấy muỗng. Bình thường mình mua cái bịch có 10 ngàn hả? Anh em bịch này bịch đựng phải ăn tới mùi mít luôn. Sáng tên hả? Tráng tên anh luôn. Mùi tâm quên đi, mình pha nước me trước trận hòn nữa, mình pha xong mới để ớt cho nó nổi á. Để me đi trụng lên trụng sâu thứ con mình đi vô đây nè. Rồi đi trộn nước sôi một cái. Đừng ngon cái lóc, đừng ngon cái lóc. Mình dầm me để đường một ngọt như nước mắm này luôn. Ở nước mình sôi nó cho sọt chứ không nè. Tắm mà rồi tắm gì nữa. Ướt con quần rồi đó. Để đường. Cái này chắc có bộ đường hơi nhiều ạ. Có gì mà mình nêm lại nha. Rồi mình để nước mắm vô xong rồi nghe mình để ớt vô nha. Hồi đó mình đi hắn rồi cho nó kẹo đây cho nó ngon. Xong một món này nè. Chuẩn bị mình đi nướng cá lóc nha. Kéo đi hồi nó nướng cá lóc. Nướng cá heo. Nướng lại nướng lại nó chút hay là kéo. Rồi mình chuẩn bị mình nướng cá nha. Bữa nãy giờ chắc nó cũng chết rồi đó. Mình mua cá sống thì mình đập đầu. Một cô đẹp trẻ hai cái cánh có kia lần đó có ba cục
nó có một vụ văn nghệ không á. Cái đầu con cá sao nó dẹo ngoài dữ ha. Thật chứ. Ừ. Để đầu vô. Làm hình trái tim hả? Chừng nhớ con nướng vậy chừng nữa sao con lật cái bên nó nghe. Ừ. Nó nằm thẳng đi. Rồi lật bên nào sao cũng được. Sao với ta mà nó lật ngang vậy nè. Rồi đứng cho nằm con. Nó gì đó. Ừ. Rồi. Mình chuẩn bị mình vô mình khuấy nước me nha. Mình chuẩn bị mình khuấy nước me nha. Nhét đường không còn đường trong đây. Cho nó kẹo ra cột hơn nữa được rồi, nhiều quá. Không không quá. Màu đẹp ấy à? Ừ. Muốn kẹo chứ chưa á, mà tại me nhiều. Chua cay đậm đà luôn. Nó sắp kẹo rồi nghe cả nhà. Kẹo ngon quá ha. Ừ. Rồi chuẩn bị mình lắc rau nha. Có cấm cộng lại không cho nó cấm. Tốt nếu mình cấm là mình trồng thì nó tốt, mình trồng gì nó tốt chứ sao cái này nó không tốt vậy. Chua liền đi con ơi, chua ơi con ăn đi thôi, chua, em chua ăn đi dành lấy ăn luôn đi thôi, đừng có lấy nữa thôi, con liền bỏ đi con ăn. Bỏ đi, đừng có lấy nữa chứ chích được. Nhầm chỗ nha, người ta bán cái cây này mập luôn. Ừ, có chậu không lựa cái cây mà xấu xấu á. Cây xấu xấu rồi. Ừ. Cũng nhìn nó già. Ừ. Cắm lên màu tốt hơn. Nhìn có cái này đúng không? Kêu mẹ mua cái cọng đó đó. Đừng có lấy quế, nhà quế bao la, lấy quế cái này, hoài. Cái này nó lấy nó dính hết chứ. Quế của người ta tím ngắt này chắc nó vàng. Ừ. Của mình non èo à. Ừ, cái này cũng hôm nữa, nó không biết ăn cũng được. Cấm nó lên, màu lên lắm luôn. Cây này nó dễ hơn mấy cây kia nữa. Ừ. Tốt quá, lá nó bạch hình slow. Cây này là không tốt á. Ừ. Ăn nhờ có mấy cái này thôi. Chị Đại chỉ ăn me. Chua gần chết không, chỉ ăn me trời ơi, ăn như đúng rồi luôn trời mà cốc. Ngon không con? Ghê không? Ngon. Cái này chắc mình đắp sình lên nó mau tốt. Ừ. Chứ cái này mưa là cũng thần khỏi cần sình. Mưa nhiều. Này cái này có băng kìa nè. Ừ, nó già. Cộng rổ me để đứng liếm đều nó chở luôn. Cá xuất cái đuôi rồi. Con cá mình sắp chín rồi nha. Tại cho nó chín cái này xong, còn rau thì rau nước mắm mình làm xong hết rồi, chỉ chọn cá chín thôi.
Nên mình nướng bằng than nha. Nãy tính vợ để cái cây vô mà quên. Nó hẳn con cá nữa. Cái này trời mưa gió mình nướng trong lò luôn nha. Không có nướng ngoài. Mà trời. Giờ này mình nướng không biết hồi nữa mình ăn có mưa tới không. Mưa tới luôn rồi. Giờ anh gấp cá ra nghe cả nhà. À, một đứa. Bóc luôn. Điêu đi, cực kỳ ngon hả? Điêu gao vô. Nó đổ không đâu. Nè, chú bị. Xuống đi, xuống xuống đi. Điêu nước không? Thấm à, thấm à, thấm cái tay tha tha. Nếu mà được, thấm cái tay vô tha tha đều đều ra cái là nó mềm. Ý là mẹ gắt thịt chưa? Gắt thịt chí. Một cái nhà nướng bánh tráng cuốn à. Nè. Mà cái nhà ăn với bộ miếng bánh tráng cuốn nè. Mình quên đi bún nha. Ăn rồi à? Cứ từ từ. Mày nhà ăn mình nướng nha. Bộ cuốn thấy mình có. Ngon hết, chấm ừ. Ngon quá. Ngon thôi. Cá mới ra lò ăn trong mùa mưa luôn nè. Còn nóng luôn nè. Vừa ăn là mùa mưa vừa đến. Ăn là mưa tới luôn. Ăn là cuốn rồi. Ôi mà cái nhà cũng có bánh chén rồi nha. Mẹ cuốn lên. Mẹ cuốn cho. Chưa mặn. Lên lên thật quá ngon luôn. Nhúng cho mùi mà ăn được cái tính lên. Nam không cần chén luôn nha. Không chán, cần chi chén. Nè không đúng. Chấm nó mới ra. Chấm nó mùi ngọt. À, mày chấm mùi nhất. Thôi. Ừ, nó thử đi ngon lắm. Đây nè, đây là nó cuốn chân à. Vậy mày làm nước đá nữa. Cá nướng cá hàng cá ngon lắm rồi. Hehehe.
ý là không nhúng quét vậy đó. Nhớ món mẹ muộn nha. Cánh chừng ớt một con mắm nè, không có cay. Không có cay. Cay nè. Vừa ăn được, ăn được thôi. Mua càng ngày càng lớn mà. Thật ra ăn thôi, vừa ăn được. Thôi. Ngoài có bánh tráng rồi bà ngoại. Để bà ngoại cuốn cho con ăn. Giục lấy này con ăn được mỏ. Trời ơi. Bà ngoại dễ dốt sao. Xuông nha, cái này là xuông á. Nó thấy ha. Xuông nhâm á. Chấm cá hết nữa một cá. Nó ngoài nó xuông. Gần gần mé nhé. Ái dạ ơi, mẹ lấy ha. Buộc ăn mở cái bao tử. Thôi đi. Một hơi ăn. Con cá này không có trứng nha. Cá này nó... Cái nuôi đâu có trứng. Cá này nó... Rộng lâu rồi. Một chút vậy. Một chút. Sao bắt nó bán rồi. Mấy ngày. Mình với cá ngừ. Để ngại cuốn dài. Cuốn đi. Cuốn nó miên. Không có cay. Cô ba không có làm ớt. Ý ăn được mà. Tí còn chấm được mà. Ớt có nhiều đâu, không có cay. Không có chấp the luôn. Một cuốn con ba. Được chưa? Chưa ăn được. Cô ăn cá chưa? Lấy rồi. Cho nó quay lần lâu đi. Ba mẹ nha. Ừ. Ý ăn vịt ăn cá cho ăn chứ. Ăn hết mùa mưa ăn cái không à. Ok. Hết mùa mưa. Mưa. Ba mẹ có chưa. Cô ra là ngoại cuốn rồi chứ. Cuốn cá rồi chứ. Mày ăn. Cái gì vậy? Cá này. 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 Cái khúc video luôn nha cả nhà. Cái hay quý cho mình một like mà đăng ký kênh nha cả nhà. Ba cái nhà nha. Ba cái nhà nha. Ba cái nhà. Ba cái nhà. Ba cái nhà.